Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý học viên khỏe. Vào mùa này thấy ấm áp vẫn còn lạnh lẽo ha. Thêm cái là vui vẻ là lúc ta vẫn vô học mà vẫn còn sáng ha. Thế nó vui. Vừa rồi thì hiện tại học viện giám viện có ngỏ lời mời chúng tôi giảng dạy tiếp cái lớp cái khóa sau. Thật trong lòng thì định nghỉ rồi, thêm nữa ta bữa trước cái tuần trước ta có ngỏ lời mời lại, cho nên thôi để cái đó thầy trung vệ suy nghĩ lại. Mấy giờ rồi thì ngài chặn ngõ đón đường. Ngài đưa cho cái quyển cái giáo trình để mà dạy năm kế tiếp. Thứ nhất, cảm niệm thượng tọa đã coi trọng cái sự giảng dạy của thầy trung vệ ha, cũng như trong nhà trường và tất cả các học viên đều quý mến. Rồi thêm đó là thầy tỏ nó biết tỏ trung về bận nhiều công việc để dạy cho những cái môn nào mà nó có cái giáo trình sẵn để cho đỡ cái tốn thời gian để mà coi hay là soạn bài, cho nên chắc là ngày nhờ giúp cái môn đại thừa chỉ quán và một cái môn là như vậy cũng luận không à. Dạ, trong cái Phật học phổ thông thì lúc đó là Hòa Thượng Thiện Hoa đã soạn sẵn nè. Mình chỉ tốn cái kiến thức hay mình phụ vô cái sự hiểu biết của mình phần nữa nữa là mình đã đạt được nhu cầu. Cho nên tạm nó không có cần phải tốn thời gian nhiều. Sáng là như vậy. Thì chắc có lẽ là định ngưng lại thì thôi, cái duyên nó như vậy thôi, tiếp phụ giúp cho nhà trường. Hay là chúng ta sẽ vô bài học, trước hết thì cảm niệm công đức của ban giám hiệu cũng như tòa học viện
đã coi trọng thầy trung dạy, cũng như quý học viên đã thương mến tiếp thu trong những giờ học. Một lần nữa cảm nhận công đức của quý vị. Chúng ta sẽ vô cái bài học. Thì chúng ta cái thời gian học cũng không còn có mấy tuần ha. Thì chúng tôi sẽ giảng thôi. Cũng như về nói về nguồn gốc đó, thì chúng tôi đã nói hết rồi. Nguồn gốc ở đâu, tạo lập tại sao Thiền Tông Việt Nam bắt đầu lập ra bao nhiêu chi nhánh hay như thế nào thì mình đã tổng quát hết rồi. Với hai nữa đây là mình học cái yếu chỉ của Thiền Tông chứ không phải học về lịch sử của Thiền Tông, cho nên mình cũng không cần phải chi tiết về niên hiệu ngày tháng hay truyền thừa người này người kia, phải vậy thấy không? Vì vậy cái thời gian chúng ta nó không có còn nhiều so với mình giảng thêm một cái những cái vị thiền sư nổi tiếng. Thì cái đây chúng ta sẽ, hôm nay chúng ta sẽ học về cái phái của Trúc Lâm, là một thiền phái người Việt Nam sáng lập, người Việt Nam lập ra cái phái thiền này. Thật ra nói lập thì lập, nhưng mà cái pháp thiền á, thì không có thay đổi, nhưng mà cái giống như lập ra một cái nhánh phái thôi. Còn cái pháp á, thì từ thời bảy Phật cho tới bây giờ Thiền Tông đều là như vậy. Quý vị khẳng định được điều đó thì nhớ nha, pháp không thay đổi đó. Cho nên đặc biệt hôm nay, bởi vì cái phái thiền này là một cái người Việt lập ra cái phái Thiền Tông, còn ba phái trước cũng như là Tỳ Ni Đa Lô Chi hay là Vô Ngôn Thông hay là phái Thảo Đường đều là người Ấn Độ, người Trung Quốc. Nhưng mà đặc biệt cái phái này lại là cái phái cái người Việt đầu tiên lập ra. Đó, thì nhập ra như thế nào? Thì trước đó, đó thật ra đó thì có như là Thánh Tông hay là Tuệ Trung Thượng Sĩ, là những cái người đó đã thừa kế những cái tổ sư trước đã kiến tánh, nhưng mà lại là cư sĩ, lại một vị vua. Quý vị thấy à, đặc biệt như vậy, không phải vua là bận việc triều chính không có tu được. Ai cũng có thể tu được nếu mà thực hành cái môn thiền này, thì ai cũng có cơ hội để kiến tánh hết. Quý vị thấy, bên Trung Quốc cũng có nổi tiếng những các vị cư sĩ tại gia cũng rất là nổi tiếng, nhưng ở Việt Nam cũng rất là nhiều cư sĩ cũng là nổi tiếng. Quý vị thấy, nó đặc biệt. Vì vậy chứng tỏ rằng cái pháp là cái thiết yếu, chứ không phải là nhân tình là thiết yếu. Vì cái pháp đó ai thực hành đó thì sẽ được chứng quả như thế đó. Cho nên cái pháp nó không có thay đổi. Vì vậy vị vua này, nó đặc biệt này là vị vua này á, thì trước đó có vị vua đã kiến tánh nhưng mà không có xuất gia, mà vị vua này lại kiến tánh mà lại xuất gia, mà kiến tánh lúc còn cư sĩ ha. Lúc còn cư sĩ, kiến tánh lúc còn cư sĩ. Ở đây chúng tôi nói dùng cái chữ kiến tánh, tất nhiên là người đó đã chứng đẳng giác Bồ Tát, bước lên một bước nữa là diệu giác Bồ Tát. Đã, nếu mà nói về giáo môn thì nó thường hay mình nói là minh tâm kiến tánh, là như vậy đó, là cái gì của quả vị là dưới Phật thôi. Đã, và bước lên là diệu giác là Phật. Đã, dưới là đẳng giác Bồ Tát. Thì ngài nó đặc biệt có những cái, cho nên cái phái Trúc Lâm này thì bây giờ thì sẵn đây chúng tôi nhắc là chút xíu. Thì hiện giờ Hòa Thượng Thanh Tử giống như khôi phục lại cái dòng thiền của ngài Phật Hoàng Điều Ngự ha, thì là một vị tổ sư thiền phái Trúc Lâm. Thì trên dưới ngài đã tạo lập cả mấy chục cái thiền viện đặt tên là thường hay nó liên đới với Trúc Lâm ha. Trúc Lâm Biên Tử hay là Trúc Lâm gì đó nhiều, nhưng mà đặc biệt liên đới đến ngài trên 40 cái thiền viện lớn. Đã, còn những gì nhỏ nhỏ là mình không nói tới. Đã, còn những cái gì các vị thầy sau này đệ tử hay là cháu của Hòa Thượng lập ra thì mình không nói tới, nhưng mà trên 40 cái thiền viện. Thì có nhiều học giả phân tích được nhiều đủ thứ, nhưng mà giờ mình không có nói vấn đề cái pháp của những người mình ta phân tích. Như bây giờ mình không có nói về cái pháp của phân tích của các vị, nhưng mà Hòa Thượng muốn khôi phục là cái dòng thiền này. Hả? Thế vậy thấy không? Thì sau này chúng ta có thời gian chúng ta sẽ
trong một buổi đó chúng ta sẽ đề cập vài vị trong cái bài, những cái bài cuối cùng của chúng ta, những cái thiền sư thời cận đại hay là những thiền sư thời của chúng ta. Đó. Thì mình chúng ta sẽ gắng học, gắng trong một bài thôi mà cơm hết tất cả khoảng 3 vị. Thời gian mình cũng có, mình sẽ nói sơ lược về các kỹ đó thôi, về cái pháp môn hành trì như thế nào. Thì có cái khác biệt, như vậy thấy có những cái khác biệt thì chúng ta tự sau này chúng ta học được, chúng ta sẽ phân định người này người kia như thế nào. Thì mình mới nói tới cái vấn đề cái cá nhân của cái những gì đó. Còn tất cả các học giả người ta lên tiếng, ta phân tích và thượng thế này và thượng thế kia, không phải là mặc dầu lập nhiều thiền tông nhưng mà tu chưa có đúng cái pháp của Trúc Lâm như vậy, cái chuyện đó cái chuyện khác ha, cái chuyện đó chuyện khác. Thì bây giờ chúng ta sẽ vô bài học. Thì về mặt lịch sử của ngài đó, ngài tên là Quý là tên Quý, thường thường ấy mình có cái chữ là nhũ danh như thế. Mặc dù cái tên trong ấy rồi nhưng mà có cái tên đặc biệt riêng, như vậy nó có nhiều cái tên ha. Thì là Khâm là con trưởng của vua Trần Thánh Tông, như vậy thế. Và Nguyên Thánh Hoàng Thái Hậu, thế thì bây giờ ai mà coi phim Tàu nhiều quá thì Hoàng Hậu, Hoàng Thái Hậu gì đó, thì thời xưa cái danh từ đó nhiều khi mình bây giờ mình cũng không có nắm vững ha. Hoàng Hậu chắc đương thời Hoàng Thái Hậu là mẹ của vua đương thời hay vậy ha. Thế thì tuy ngài tuy ở địa vị cao sang mà tâm hâm mộ thiền tông, quý vị thấy đặc biệt cái chủng tử của các ngài nó có sẵn này, không có đã là chọn lựa, là đã quyết định cái pháp có sẵn rồi. Từ thọ nhỏ năm 16 tuổi được lập hoàng thái tử rồi ha, chắc là hoàng thái tử là cái người kế vị đó ha. Ngài cố từ để nhường lại cho em mà như là vua cha đó thì không có chịu ha. Thì mới đầu thì cũng giống như Đức Phật mình ha, vua cũng ép cưới vợ ha. Thì Nguyên Từ Quốc Mẫu cho ngài, tức là ngài là Khâm Từ Thái Hậu sau này thì là cưới vợ cho ngài đó, sống trong cái cảnh vui hoàng hạnh phúc. Thì đây từ cái tâm ngài dẫn đến cái đi tu. Thì xin lỗi chúng tôi ở đây chúng tôi cái bài này về cái mặt sử liệu thì cũng không biết tìm đâu ngoài những các vị thiền sư cận đại của chúng ta ở đây lỗi lạc nhất á. Thì chúng ta bài này hôm nay chúng tôi được là trích ra từ cái bài của Hòa Thượng Thanh Từ, tại vì ngài gần đây ngài rất là nhiều về cái sách thiền, chỉ có ngài thôi ha, cho nên mình tin tưởng được cái đó cho nên mình chọn. Còn các vị học giả khác người ta chích này chích kia, người ta thêm cái ý thêm lại của người ta, cho nên mình không có muốn. Thì một hôm vào nửa đêm, ngài trèo thành cũng giống Đức Phật của mình, giống Đức Phật của mình quá không, trèo thành đi vào núi Yên Tử, đến chùa Tháp ở núi ở núi Đâm cứu á. Thì trời vừa sáng thì trong người mệt mệt nhọc quá, ngài bèn vào nằm nghỉ trong cái tháp. Vị sư trụ trì ở đây thấy ngài tướng mạo khác thường, liền làm cơm tiếp đãi ha. Vua cha hay tin sai các bạn đến đi tìm ngài, tìm thấy ngài bắt ngài dẫn về, những gì dẫn về cung. Thì chúng ta thấy cũng đặc biệt ha. Thì năm 21 tuổi ngài lên ngôi ha hoàng đế, thì lúc bấy giờ là 1279 nè. Tuy ở địa vị cao, địa vị cửu trùng mà ngài vẫn giữ gìn cái hạnh thanh tịnh, xem như là cái hạnh thanh tịnh để tu tập. Thường ngày ngài đến chùa vẫn là tư phước trong cái đại hội tu tập. Một hôm nghỉ trưa, ngài thấy con rốm thì lên gì hả, thì mọc lên hay quá thì có cái sen vàng lớn bằng bánh xe. Cái này nằm mơ nghe, trên cái hoa sen có Đức Phật
vàng. Có người đứng bên cạnh chỉ ngài nói: biết ông Phật, ông Phật này chăng là Đức Phật biến chiếu tỉnh giác? Ngài đem việc đó tâu lên với vua cha vua Thánh Tông khen, và việc kỳ đặc. Ngài thường ăn chay, lạc thân thể, gầy gò hay là ốm yếu, phải không? Thánh Tông thấy thế lấy làm lạ, nên hỏi nguyên do. Thì quý vị thấy, đọc tới đây tự nhiên mình cũng nhớ lại cái hình ảnh của Ngài Hư Văn ha. Thì Ngài trình thật với vua cha Thánh Tông và khóc bảo: nay ta đã già, chỉ trông cậy một mình con lại làm như thế, làm sao gánh vác được cái việc sự nghiệp của tổ tiên. Ngài nghe dạy cũng rơi nước mắt. Còn Ngài rất là thông minh, hiếu học, đọc hết tất cả sách vở thông suốt nội điển và cũng như và ngoại điển. Thì những cái nhàn rỗi đó, Ngài mời các thiền khách bàn về tâm tông, chứ nghe là bàn về thiền tông đó. Tham học thiền với thượng sĩ Tuệ Trung đó, thì hôm trước mấy giờ chúng ta nhắc đầu đó, thì bậc này là bậc cũng là kỳ tài ha, là một cái người cư sĩ mà lại là được kiến tánh ha. Thì thăm đắc đến chỗ thuyền tỷ là đến là cái tủy của thiền rồi đó ha. Đó, đối với thượng sĩ Ngài kính lễ làm thầy. Thì lúc này Ngài này chưa có xuất gia, những khi giặc nguyên sang quấy rối, Ngài phải xếp cái kinh kệ để lo giữ gìn xã tắc. Đó. Nhờ tình đoàn kết cái này thì có những cái thì chúng ta quân dân, Ngài đã hai lần đuổi giặc nguyên giữ gìn được trọn vẹn cái lãnh thổ. Thì đến cái năm mà Quý Tỵ đó, thì Ngài nhường ngôi lại cho con là Trần Anh Tông lên làm Thái Thượng Hoàng. Thì lúc này là không có cần gánh vác việc nữa, nhường lại rồi. Thì ở ngôi Thái Thượng Hoàng để chỉ dạy cho con được 6 năm, Ngài sắp đặt việc xuất gia. Đến tháng 10 năm Kỷ Hợi, Ngài xuất gia vào núi Yên Tử. Ở đây Ngài chuyên cần tu tập theo hạnh Đầu Đà, khổ hạnh lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Sau đó Ngài lập chùa, cất tịnh xá, khai giảng để tiếp độ chúng tăng. Học chúng đua nhau đến rất đông. Sau Ngài đến chùa Phổ Minh ở Phú Thiên Trường lập giảng đường, giảng dạy mấy năm, Ngài lại vân du đến trại Bố Chánh lập am tri kiến. Rồi ở đó thì đến năm Giáp Thìn, Ngài dạo đi khắp nơi khuyên dân dẹp bỏ những danh từ thì giờ dạy họ tu hành thập thiện. Và vào mùa đông năm ấy, vua Anh Tông dâng biểu thỉnh Ngài về Đại Nội để truyền giới Bồ Tát tại gia. Đã. Sau đó Ngài chống gậy đến chùa Sùng Nghiêm ở núi Linh Sơn để truyền bá thiền tâm. Mở đầu pháp hội, Ngài niệm hương báo ân lên tòa vị thượng thủ Bạch Trùy, tức là đánh chuông ha. Rồi Ngài nói: Thích Ca Văn, vì một đại sự mà xuất hiện ở cõi đời này, suốt 49 năm chuyển động đôi môi mà chưa từng nói một lời, nay ta vì các ngươi lên ngồi tòa này, biết nói chuyện gì đây? Quý vị thấy, bây giờ chúng ta thấy trả lời vấn đề cái hạnh của Ngài. Thì hạnh của Ngài á, mặc dầu là một vị hoàng thái tử ha, nhưng vẫn trường trai.
đó, giữ cái tịnh hạnh. Đó. Bởi vì sao vậy? Tại vì lúc bây giờ đó, ngài khao khát thiền tông. Đó. Ở đây á, trong cái suốt nãy giờ quá trình, cái sự ngộ đạo của ngài nó không có nổi bật, nó không có, người ta không có đặt cái vấn đề nổi bật. Ví dụ, ngộ đạo ngộ với ai? Được pháp gì để ngộ? Ngộ pháp gì? Thì ở đây cái phần lịch sử nó không có để nhiều, cho nên mình cũng dựa theo cái lịch sử mình học thôi. Nhưng mà lúc bây giờ ngài đã chứng ngộ lúc còn thân cư sĩ đó. Thì ngài đối đáp với Tuệ Trung Thượng Sĩ ha, thì cái thâm thúy truyền tông ngài đạt đến tủy đó, chứ là ngộ triệt để rồi. Nhưng mà trong cái quá trình nãy giờ chúng ta thấy là không có cái ngộ khi nào, hoặc cái đương cơ đó nó như thế nào thì ngài không có nói, không có đề cập đến. Rồi thêm á, thì á, mặc dầu ngài đã ngộ rồi, đã chứng ngộ rồi, nhưng đối với cái giặc xâm lăng đó, ngài vẫn giữ yên bà cõi. Có thể ngài cũng đi xuất chinh, thấy không? Hai lần, mấy lần đã đánh quân giặc. Rồi thêm đó, diệt nhà, diệt nước đều vẹn toàn. Đó. Thì thêm một cái nữa chúng ta thấy đó, bây giờ chúng ta nói ơi, thường thường mình nghĩ rằng đó, mình phải dẹp hết cái công ăn việc làm của mình thì rồi mình tu tập. Thì đúng rồi đó, tu tập thì được, mà chứng ngộ thì không, bảo đảm 100%. Tại vì sao vậy? Còn có cái chấp tâm á, là phải dẹp hết. Thì cái chấp tâm đó làm chướng ngại cho cái sự chứng ngộ. Bây giờ đó, xanh quanh cuộc sống của chúng ta, ăn ở ngủ nghỉ, thở ra hết vào, có phải là công việc không? Vậy cái việc này có bận rộn với việc tu tập không? Nếu chúng ta biết tu thì công việc này không bận rộn đến việc tu tập, thì công việc khác cũng sẽ không bận rộn đến tu tập. Nhưng mà tại vì mình không ứng dụng tu được, cho nên trở thành bị bận rộn cái công việc. Vì vậy mình cho rằng không có tu tập được. Vậy thấy không? Nếu mà thở ra hít vào, ăn ở ngủ nghỉ mà cảm thấy chướng ngại tu tập, thấy không? Thì mình lấy cái gì để tu tập? Cái gì nó ra lấy cái gì để tu tập? Vậy thì ăn ở ngủ nghỉ mình cho là chướng ngại, tại vì ăn ở ngủ nghỉ cũng giống như cái chuyện làm bình thường, phải không? Bây giờ mình phân tích ra hai việc, một là công việc tay chân, hai là công việc trí óc, phải không? Bây giờ công việc tay chân á, thì hàng ngày nó đều cũng có. Còn công việc trí óc á, mặc dù mình nói ô tôi phải làm thế này, tôi phải dịch kinh, tôi phải thế này, tôi nọ thế kia, phải không? Đó là cái chuyên nghiệp của những người đó. Còn những người ta bác sĩ thì người ta nghĩ công chuyện khác, phải là về bệnh nhân thì cũng là cái công việc. Nhưng mà hai cái công việc đều khác nhau, nhưng hai lĩnh vực khác nhau, nhưng công việc cùng chung nhau là bởi cũng phải làm việc bằng đầu óc. Còn cái anh như cái người bác sĩ, tôi chuyên về cái chuyện của bác sĩ của tôi. Còn cái chuyện của người tu thì tôi chuyên về cái kinh sách của tôi. Hai cái chuyên với nhau thì đều là công việc với nhau, chứ không phải là cái vấn đề tu hành. Như thế này à? Cho nên á, vì vậy đó, mình phải ứng dụng tu tập làm sao với cái trần nhân tâm như thế này, mà không bị chướng ngại cho cái việc hành đạo tu đạo. Đó. Và việc nhà việc nước đối với một vị vua so với mình thì công việc cả đó, so sánh cả 100 triệu lần, chứ đâu phải là một việc đâu, phải không? Mình chỉ có mấy việc trong nhà thôi à. Đó. Còn so với ngài là cả 100 triệu việc, phải không? Chứ đâu phải là chuyện dễ dãi đó. Thì vấn đề á của mình á, nếu mà nói về chướng ngại á, thì cái gì cũng chướng ngại chứ. Còn nếu nói về không chướng ngại á, thì cái gì cũng không chướng ngại. Đó. Cho nên á, Phật pháp á, phàm là chánh pháp hay là chánh pháp, không bao giờ
phá hoại thế gian pháp. Thế như thế à? Phật pháp lại gọi là chánh pháp thì không bao giờ phá hoại thế gian pháp. Chỉ thì Phật pháp sao gọi là chánh pháp mà không phá hoại thế gian pháp? Cũng như bây giờ, còn cái phương tiện pháp này thì mình không nói tới, đã là chánh pháp thì không phá hoại thế gian pháp, phải không? Cũng như bây giờ đó, còn cái phương tiện pháp như thế nào? Phương tiện pháp bây giờ mình nói sáng trưa chiều tối tôi phải sáu thời tụng kinh, phải không? Bây giờ sáu thời tụng kinh như vậy đó thì đó là cái phương tiện pháp, có thể là chướng ngại thế gian pháp. Bởi vì sao chướng ngại thế gian pháp? Lo tụng kinh này đâu có tròn cái công việc khác. Cũng như bây giờ con cháu đi học tới giờ, ngay giờ đó nó về mà không có cơm ăn, lo tụng kinh không, con cháu không có cơm ăn, kể như là chứng ngại thế gian pháp. Thì chứng ngại thế gian pháp là phá hoại Phật pháp. Tại vì nó nói tại vì nội, tại vì mẹ lo tụng kinh không mà con đói bụng, con không thích mẹ tụng kinh hay bái sám nữa thì sao? Đó, đó là chứng ngại thế gian pháp rồi, phải không? Vì vậy đó thì mình làm cách nào đối với vừa vua mà không bị chướng ngại thế gian pháp? Cho nên phàm là chánh pháp, không bao giờ phá hoại thế gian pháp. Đó, đó một cái ứng dụng rất là khó chứ không phải dễ. Nhưng mà được ứng dụng như vậy á, mà không bị chướng ngại đó, thì sau này nó sẽ có cơ hội kiên tâm. Bây giờ nó như thế nào đây? Bây giờ mượn cái câu hôm trước chúng tôi có đề cập cái phái cái tổ sư mà Liễu Quán, phải không? Bây giờ tổ Liễu Quán có một câu thoại đầu, ha, có một câu thoại đầu muôn pháp về một, một về chỗ nào ngài chứng ngộ, cái câu thoại đầu đó. Thì bây giờ đó ha, đây là chánh pháp, đây là chánh pháp, tham thiền là chánh pháp đi, cho xin lỗi mình gọi nó là chánh pháp đi, thì để chứng minh rằng không bị chướng ngại thế gian pháp, phải không? Thì bây giờ trong đầu vẫn hỏi, vẫn tham thiền, phải không? Thì đầu đi tham thiền nhưng mà tay đi có thể nấu cơm nè, có thể do cơm nè, có thể bắt cơm nè, có thể làm nè, sai thì làm lại, phải không? Cuối cùng cũng cháo về cũng có cơm ăn. Nhưng mà trong lòng á, trong cái hoàn cảnh lúc mình đang nấu cơm, đang dọn dẹp như vậy á, là lao động tay chân, nhưng mà trí óc vẫn tham thiền, thì này là không bị chướng ngại thế gian rồi đó, phải vậy thôi à. Cho nên á, ví dụ giờ mình đi rửa rau, muôn pháp về một về chỗ nào, phải không? Vô gạo nấu cơm thì rửa ra mà lỡ lo tham thiền á, mà rửa không sạch á, thì nhìn thấy rửa lại đâu có sao đó, phải không? Cho nên không bị chướng ngại thế gian pháp. Vấn đề của mình là cháu về vẫn có cơm ăn mà mình vẫn hoàn cái công việc của mình. Cho nên phàm thì nhà vua cũng vậy, nhà vua đã tham thiền đối đáp rảnh rỗi, quý vị thấy lúc rảnh rỗi luôn thân cận với các vị thiền sư để mà học hỏi về cái thâm thúy của thiền tông. Nhìn thấy đâu có ấy đâu, đâu có bị chướng ngại đâu. Cho nên á, vì vậy á, ngài không có bị chướng ngại, ngài chứng ngộ. Thì cái việc chứng ngộ của ngài thì chúng ta không có đề cập rõ cho giống trong vấn đề. Thì Bồ Tát Thích Ca Văn ha, thì bây giờ thì ngài nói cái chuyện đó, mình vậy thấy à, cái câu này á thì chúng ta khẳng định rằng ngài đã chứng ngộ triệt để. Mặc dù không có trong cái thuyền thoại của ngài á, không có thấy rõ. Tại vì cái lịch sử á, nhiều khi có nhiều người á, nhiều khi tổ không nói đâu ai biết đâu mà biết về tổ đâu, phải không? Nhưng làm sao mình biết được? Bởi vì những cái lời nói đối đáp của tổ, mình biết người này đã triệt ngộ. Bây giờ sao? Nghĩa là cái đoạn là Thích Ca Văn Phật ha, vì một đại sự mà xuất hiện giữa cõi đời này, suốt 49 năm chuyển động đôi môi. Quý vị thấy là cũng một cái diễn tả thôi, nhưng mà một cái diễn tả một cái lĩnh vực khác,
cũng như nó cũng Đức Phật Phật cũng diễn tả vậy ha. Ta từ khi đắc đạo với cội Bồ Đề cho đến 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 lúc mà Sa La Song Thọ, giữa khoảng thời gian ấy, suốt 49 năm giữa khoảng thời gian ấy, ta chớ không có nói một lời. Thì cái này cũng vậy, chị thì á, ngài á 49 năm à, chuyển động đôi môi mà chưa từng nói một lời. Mình muốn nói thì cũng phải chuyển động đôi môi, còn đã chuyển động đôi môi mà không có nói một lời. Cái vậy thấy à, nay ta vì các ngươi lên cái pháp tòa này biết nói gì đây? À, vì quý vị thấy à, khi mà ngài tâm đắc được cái cốt tỷ của thiền tông, khó mà truyền đạt lắm, chứ không phải truyền đạt được cái pháp cốt tỷ của thiền tông này nè, không có đương cơ. Quý vị thấy trong suốt thời gian ngài đã là làm thái thượng hoàng, làm xuất gia rồi, các du anh tông á, dân biểu thỉnh ngài về truyền giới Bồ Tát này kia, về cái mặt pháp, về cái mặt cái phương tiện giáo hóa Phật pháp á, ngài truyền giới Bồ Tát, ngài làm thuyết giảng về thập thiện đủ thứ hết, thì những cái đó là cái gì? Có phải là Phật pháp không? Nhưng mà tại sao đến lúc cái đoạn này ngài lên ngài thuyết giảng mà là ngài nói như vậy? Bởi vì ngài muốn chuyển được cái cốt tủy của ngài đó, cái cốt tủy của cái pháp môn mà cái tâm đắc nhất á, thì không biết nói như thế nào, không biết nói như thế nào, bởi vì không có người đứng cơ. Về cái giáo pháp thì ngài thuyết giảng thao, có thiết thản, có đồ chúng, có đồ chúng để nghe, nhưng mà về Phật pháp á thì ngài không có người để đương cơ, không có người để nghe. À, cũng như nữa, giáo pháp là có thứ tự, có thứ lớp, nhưng mà Phật pháp á là pháp bất nhị. Lúc đó Quay Năng nói Phật pháp là pháp bất nhị, mà muốn triển bày cái pháp bất nhị này thì biết nói cái gì đây để cho người ta nghe. À, thì lúc bây giờ quý vị thấy một cái, thì á, lúc bây giờ ngồi yên giây lâu, ngài ngâm, đây là một cái điển hình lạ ha, thân như hơi thở ra vào như cái lỗ mũi này ha, mũi đời giống mây trôi đỉnh núi xa, tiếng quyên từng chập vầng trăng sáng, đâu phải tầm thường qua một xuân. Đã. Thì ở dưới là cái âm, quý vị thấy à? Thì chúng ta thấy đó, cái bài á, thơ này của ngài đó, à, thì không biết nói gì hết trơn á, nhưng mà ngài ngâm sướng ra một bài thơ như vậy. Thì chúng ta thấy ngài tả về cái vô thường, ha, nói về cái đời sống vô thường, ha, thân như hơi thở thôi, thì cũng có cái đạo lý để chúng ta được nghe. Ha, đời giống như mây trôi trên đỉnh núi, đỉnh núi xa, ha, thì cũng có để văn chương chữ nghĩa để diễn tả về cái vô thường đó. Hay nói cách khác á, là cái lời khuyến tấn, cái khuyến tấn cho đại chúng ha. À, mau mau đi à, tu mau mau đi à. Rồi á, ngài lấy cái cảnh, lấy hơi thở, ngài lấy cái cảnh, rồi ngài lấy cái thời gian à. Thời gian á, cái tiếng á, khuyên từng chập á, dần trăng sáng, là diễn tả cho cái thời gian á, nó trôi qua rồi, đêm đã trôi qua, đâu phải tầm thường qua một xuân. Thì chúng ta thấy ở đây á, cái câu hồi nãy khi mà chúng ta nói đó, Đức Phật 49 năm á, chuyển động đôi môi á, thì cái lời này á, giống như là một cái à,
cái suốt cái thiền ngữ của những vị tổ sư từ đời từ đời. Quý vị thấy không? Sang Việt Nam vẫn có cái thiền ngữ như vậy. Thì chứng tỏ là cái quá trình ngộ nó phải nằm trên nhất quán, không có bị lệch, không có bị sai. Kiến tánh là đến kiến tánh, chứ không có kiến tánh thứ nhất, người thứ nhất, kiến tánh người thứ nhì. Cái quả vị tu tập nó bị lệch, nó bị sai, sai lệch, người kẻ thấp, người cao thì nó không có. Cho nên khi chúng ta đọc qua cái chuyển ngữ hay là thiền ngữ của Ngài thì chúng ta khẳng định được điều đó. À, thì lúc bấy giờ đó, Ngài đọc xong cái ngâm một cái bài thi ca như vậy đó, Ngài vỗ bàn một cái nói: không có gì sao, ra đây, ra đây, đây là cái thiền ngữ. Đấy cũng là một cái công án ha. Mà nếu mà cái người nào mà công phu đến cái mức độ đó thì nghe cái này là có thể đạt được kiến tánh. Nhưng mà hội chúng là chứng tỏ là không có ai kiến tánh như vậy trong cái quá trình, không có đề cập. Thì chứng tỏ là thấy cái tiêu đề của Ngài đưa ra cái cốt lõi thiền, đại chúng lúc bấy giờ không có người đương cơ. Nghe thấy không có người đương cơ. À, thì á, trong suốt cái thời gian như vậy nữa thì cái lịch sử của Ngài không có thấy Ngài thuyết pháp nhiều. Ngài không thấy có nhiều, nhưng mà cũng có nhiều hội, nhưng mà không có nhiều. À, cho nên á, không có nhiều về cái pháp hội. Thì lúc bây giờ nó chuyển qua một cái khác. Có một vị tăng hỏi: thế nào là Phật? Ngài đáp: nhận đến như xưa vẫn chẳng phải ha. Nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Thế nào là pháp? Rồi cái Ngài cũng đáp: nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Thế nào là tăng? Thì Ngài vẫn đáp như thế. Đã. Thì cái vị tăng này nó không có hiểu, cho nên nó không có ngộ được. À, cứu cánh thế nào? À, bây giờ Ngài trả lời chữ bác đã bài bài trao hết, hết sạch, đâu còn có việc nói cùng ngươi. Nhưng cái này là những cái thiền ngữ, cho nên nó cái người không có công phu á thì không có thể nào mà ngộ được, cũng không thể nào hiểu được. À, nên quý vị thấy thế nào là một việc hướng thượng. À, Ngài đáp: đầu gậy khiêu á nhật nguyệt, dùng cái công án cũ làm gì? Thì đây là cái người đã đối đáp đó, một lần nhắc lại một lần mới. Thế nào là giáo ngoại biệt truyền? Quý vị thấy thì á, cái người này á, nó chỉ nếu mà nói ra cái người đương cơ này á, chỉ là kiến văn giác chi thôi. Cái người đương cơ á, nó chỉ là kiến văn giác chi thôi, nó không có công phu, cho nên á, hỏi những cái thứ đó, xin lỗi, cái thái độ của người hỏi này giống như đeo đuổi cái lời nói vậy đó, đeo đuổi cái ý thức vậy ha, đeo đuổi cái ý thức. Cho nên á, Ngài không có chặn được cái nguồn suối ý thức của người này được, bởi vì nó lúc nào nó cũng dâng trào mà nó không chịu tự kỷ, phải không? Vì nó không chịu tự kỷ cho nên nó cứ hỏi mà nó không có hiểu gì hết, cho nên nó đương cơ nó không có ngộ được. À, nếu mình đương cơ ngộ được á thì hỏi thế nào là Phật á thì á, thì cái chữ mà Ngài nói đó, nhận đến như xưa vẫn chẳng phải, thì Ngài ba câu hỏi liền Ngài vẫn đáp cái ý đó, mà nó vẫn theo cái ý thức để nó hiểu. Nhưng bây giờ quý vị thấy á, Phật là Phật, pháp là pháp, tăng là tăng, Phật pháp tăng là ba ngôi khác nhau, ý nghĩa khác nhau, nhưng tại sao Ngài dạy vẫn giống nhau? Cho nên cái nguồn suối của người này nó đeo đuổi truy tìm tri thức, chứ không phải nó truy tìm cái chứng ngộ. Vì vậy Ngài giống như cái người này. Cho nên á, bây giờ nè, cho nên cái vậy á, nó mới nói là cứu cánh là gì, hay là cái là lại hỏi thế nào là một việc hướng thượng. Ngài đáp: đầu gậy khiêu nhật nguyệt ha, thì nó đâu có liên quan gì đến cái câu đó đâu. Tại sao nó không liên quan đến? Là bởi vì ông tổ sư đáp không có liên quan để đập
nát cái đầu tri thức của nó mà nó vẫn còn theo đuổi. Không? Cho nên á, nó theo đuổi như vậy á, nó hiểu á, thì á, bởi vậy tại sao chúng tôi để nó cái người này theo đuổi tri thức là cái ông này vẫn dùng công án cũ. Quý thấy không? Là chứng tỏ rằng nó đã biết cái thủ đoạn hay là biết cái cách của tổ sư. Cho nên mới dùng công án cũ, giống như tôi biết là tôi hiểu rồi, không có lừa gạt được tôi đâu, ông dùng công án cũ. Thì mà ngài mới nói thêm một câu nữa, một lần nhắc lại một lần mới mà. Mà nó không có hiểu á. Cho nên á, vì vậy người này đối đáp không có chứng ngộ thế nào là giáo pháp biệt, giáo ngoại biệt truyền á. Ẻn ương á. Ai biết con ẻn ương không? Thì mấy mình không thấy con đó. Thực ra đó, người nào có ở miền quê á, nghe con ẻn ương á kêu á sầu thảm lắm. Mà nó kêu từng hồi á, mà nó kêu vang cả một cái khu cánh đồng nhé. Nhưng mà cái tiếng kêu của nó như đàn cò nhé, nó buồn thảm lắm, nghe vậy. Đó, thì ảnh ương nhảy không khỏi đấu. Chắc ngay có cái gì đó ha, cái đấu giống như cái gì, biết cái đấu là nha. Thì quý vị là thấy chứng tỏ rằng là cái người hỏi này tỏ chê á, tỏ đã chê rồi đó. Nháy khỏi đấu mà, giống như Tôn Ngộ Không không có khỏi cái bàn tay của Đức Phật. Nháy không có khỏi đấu mà, phải không? Sau khi ra khỏi khỏi đấu thì thế nào? Đó, thì bắt đầu nhảy lại theo cái con ếch nhảy xuống bùn. Vì thế cái đối đáp này nó không có nghĩa lý gì hết trơn. Mà nếu mà mình không có học về cái từ đầu đến đuôi về thiền tông thì mình đọc cái này mình không có hiểu. Thì thế cũng là một cái dạng chê đó, lại theo con ếch nhảy xuống bùn thôi. Nó bùn lầy thì nó đâu có gì sạch sẽ, đâu có lem luốc mà vẫn còn nhảy chẳng khỏi mà. Thì làm nhảy chẳng khỏi mà, thì cái tri thức, cái kiến thức hay là cái đuổi theo lời nói á, nó hết lời này nó nhảy qua cái lời khác, nó không có làm cho cái, nó cắt khỏi cái gọi là thế trí biện thông đấy. Hay nói là theo Phật pháp của mình nó gọi là cái là thế trí biện thông. Hỏi một đáp 10 thì nó cũng nằm trong 10 nạn, phải không? Hả? 10 nạn chướng ngại. Hả? Ngài bèn lớn tiếng nạt một cái á, kẻ mù thấy cái gì? Thì á, đại tôn đức vừa lừa người làm gì? Hả? Ngài liền chị tăng suy nghĩ. Nên suy nghĩ là không được rồi, suy nghĩ là chưa có hỏi. Quý vị thấy, suy nghĩ là chưa có hỏi. Hỏi thì không cần suy nghĩ, mà suy nghĩ thì chưa có hỏi. Vị tăng suy nghĩ, ngài liền đánh á, vị tăng lại suy nghĩ để hỏi. Thì vậy thôi, thì chứng tỏ là nãy giờ chúng ta hiểu cái ông này nó chưa có khỏi cái ý thức. Ngài liền hét, vị tăng cũng hét. Ngài hỏi, lão tăng bị hai cái hét của ngươi rốt ruột như thế nào? Nói mau. Vị tăng suy nghĩ, cũng suy nghĩ nữa. Bởi vì quý vị thấy nếu mà người này đã ngay lúc đó mà thừa đương nổi đó, thì biểu một cái cư chỉ khác liền. Mà tại cái này đó, giống như Bạch Nha, con ruồi á, nó đã dính vô Bạch Nha rồi, hết chân này dính tới chân kia dính, cuối cùng cái mình cũng dính luôn. Cho nên cái người này đó không có chịu lìa cái ý thức để chứng ngộ, mà cứ giống như cái con ruồi nằm trong cái Bạch Nha ha. Đã là tổ, là tốt, là từ bi rồi, để muốn cho một nhát á, là cho mình ra khỏi ý thức để kiến tánh. Nhưng mà cuối cùng người nó dính hoài, nên chịu dính hoài. Bởi vì sao vậy? Nó ôm chặt cái tri thức, nó ôm chặt cái tri thức của nó để nó đối đáp với đương cơ. Ha, nó ôm chặt cái tri thức để đối đáp lại thôi. Nó không có cầu để chứng ngộ,
hay là không cầu để mà thật tâm chứng ngộ, đích thân chứng ngộ. Cho nên cũng lại ngài lại hét một tiếng thì bây giờ thấy không, con chồn quan quỷ quái vừa rồi tinh lanh lắm ấy, mày tinh lanh lắm, sao giờ ở một chỗ nào? Cái gì thì tinh lanh, tất nhiên là hồi nãy giờ chúng ta thấy á, ví dụ tri thức nó tinh lanh ha, thì á vị tăng lễ bái lui ra, tăng hỏi đại tôn đức khổ nhọc tu hành đã trải qua nhiều năm, đối với sáu thâm của Phật ngài đã được mấy thâm? Ngài đáp, tôi cũng được sáu thâm, năm thâm kia gác qua, thế nào là tha tâm thâm? Thì qua một cái đối đáp khác ha, thì á chúng ta thấy á, vị tăng liền hỏi nắm tay lên, này cả có năm thông kia đầy cả quốc độ, có bao nhiêu thứ tâm Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Vị tăng liền đưa nắm tay lên nói, đã biết hết, thấy hết. Vậy biết cái này có vật gì? Ngài đáp, như có như không, chẳng phải không, chẳng phải sắc. Xưa đó tăng đó hỏi hòa thượng Lan Gia, thì thanh tịnh bản nhiên vì sao chợt sanh sơn hà đại địa, ý như thế nào? Thật giống cái thuyền chài ra biển, ý này thế nào? Ai biết nơi chốn mà khói xương gà sói sống xa khơi kia riêng có chỗ nên suy nghĩ. Thì quý vị thấy đây là những cái đối đáp về cái chuyển ngữ, hay là cái đối đáp về cái thiền như vậy đó, thì nó có khác ha, nó có khác, mà vị tăng này nó không có đương cơ được, cho nên nó hỏi tùm lum á. Như vậy đó, ngài rất là lòng từ bi rồi đó. Tại sao vậy? Vậy từ bi, ngài đã mở tới 3-4 cửa đó để chặn cái nguồn số ý thức của vị tăng này đó, mà chặn không được là chứng tỏ người này chỉ có giống như công phu chưa có tới, hoặc là học đòi cái lý giải thôi, mà không có nhìn lại cái gốc chân để mong cầu chứng ngộ. Cho nên đối đáp như vậy, ngài rất là từ bi, chặn tới mấy lần luôn, nhưng mà vẫn đuổi theo cái lời nói đó. Quý vị thấy thì trong cái này đó, trong đời của sơ tổ Trúc Lâm á ha, thứ nhất là ngài đã chứng ngộ lúc thì ngài còn là cư sĩ, sau này ngài xuất gia, ngài hành cái hành Đầu Đà đó, rồi sáng lập ra cái thiện phái này. Vì vậy trong cái phần, những cái phần đối đáp khi hồi nãy á, là những cái phần đối đáp rất là 1-2 và chi tiết thôi, nhưng mà trong cái quá trình thuyết pháp ngài để mà truyền bá cái thiền tâm này đó, thì á, cái người đơn cơ đó khó mà tìm. Sau này á, ngài mới đưa ra vấn đề mà những cái bài thi ca đó, đó là một cái sáng tạo mới của cái phái thiền tâm, cũng là một cái nền văn học thiền tâm của Việt Nam. Như vậy thấy nó có khác hơn cái ở bên Trung Quốc. Bởi vì ngài đưa ra cái 10 hồi giống mà thi ca đó ha, thì tư trần lạc đạo đó, thì quý vị thấy đó, bây giờ nó khai thị đương cơ nó không chứng ngộ, cho nên ngài mới diễn tả trong cuộc sống tự tại của người chứng ngộ, hưởng cái thúi mà cái thú điềm nhiên, hay cái sự giải thoát đó, không bị ràng buộc ha. Thì chúng ta thấy nó không có sự ràng buộc như vậy đó. Cho nên á, vì vậy đây là cái diễn tả về cái cuộc sống mà người chứng đạo đó hưởng thụ giải thoát tự do tự tại, chứ không phải như người đời á, người ta nói tu đến không không cái gì cũng không hết, thì không có cái gì để mà hưởng hết.
Nhưng mà thật ra khi mà tự tánh nó hiển đại đó, thì nó hưởng muôn triệu lần của thế gian á. Nó hưởng cái sự tự tại của muôn triệu lần của thế gian mà không có bị cái gì hạn chế hết. Thấy chưa? Vì thế đó, cũng như bây giờ cái tự tánh mà nó hiển đại đó à, thì cái tự tại á, nó muôn ngàn tự do. Cũng như giờ mình á, trong đó nó cũng có một cái phần á, cũng như bây giờ mình cái công ăn việc làm ha, đời sống muôn ngàn ràng buộc ha. Mình ngủ trưa một chút á, có được không? Không có được. Cái gì đó không? Mà ngài có cái câu thơ đó, ngài diễn tả đó, ngủ tới gần xế chiều luôn á mà không có bị gì hết. Còn mình ngủ trưa một chút là không được rồi, thấy không? Chứ rất là tự tại. Vì vậy không có cái gì mà hưởng cái tự tại của cái người kiến tánh á, không có bị hạn chế ha. Bây giờ mình có hưởng đi nữa đi, mình cũng hưởng được chút xíu à. Về cái thời gian của mình á, nó cũng hưởng có chút xíu à ha. Đời người cũng không có bao nhiêu. Bữa nay hưởng ngủ trưa một chút, nhưng mà ngày mai cũng không dám ngủ trưa rồi, cũng đâu có hưởng được bao nhiêu, thấy không? Rồi á, bệnh già nua chết tới, nó muôn ngàn sai biệt đó. Cho nên á, nó diễn tả như vậy. Thì chúng ta đó, kỳ sau chúng ta sẽ học một cái bài rất là ngắn gọn trong cái 10 cái 10 bài trong cái cư trần của ngài đó. Ngài diễn tả về cái cuộc sống, ngài hưởng cái thú vui của cái người mà kiến tánh đó, nó khác hơn cái thú vui của cái người chưa có kiến tánh. Thì trong này á, thường thường quý thầy á, quý hòa thượng, quý thầy đó giảng cái bài cư trần này trong cái phần mà cái bài thứ 10 á, hồi thứ 10 á, nó có một cái bài thơ rất là đặc sắc á ha. Dạ. Quý vị thấy á, phần cuối cùng á, thì còn những cái phần này trở lại á, thì ngài diễn tả trong cái những cái bài thơ cư trần của ngài thôi, 10 hồi, nhưng mà muôn ngàn cái sự sai biệt. Nhưng mà trong này nó có một cái bài thơ nó rất là đặc biệt, đó là cư trần á. Thì ngài đó thông chữ Hán, thông chữ Nôm, nói chung cái khác ngôn ngữ rất là đặc biệt. Vì vậy có những cái bài thơ, bài văn của ngài á, nó có chữ Nôm nó rất nhiều, cho nên mình không phải là một cái nhà nghiên cứu hay là một cái nhà gì đó dịch thuật, nhưng mình cũng cần mình mượn cái bài này của hòa thượng Thanh Từ để mình học thôi. Thì á, chúng ta thấy nó rõ ràng như vậy. Thì trong kỳ sau nữa chúng ta sẽ học một cái bài trích ra một vài bài thơ của ngài á, đặc biệt. Thì chúng ta sẽ phân tích về cái sự mà giải thoát, về tự tại của ngài, hay là như vậy. Đó, tóm lại thì mà là ngài là một vị thiền sư, là một nhà vua đã kiến tánh ha. Trong bây giờ là lúc bây giờ là Phật giáo Việt Nam á hưng thịnh, về thiền tông cũng hưng thịnh, mà Phật giáo giáo môn cũng hưng thịnh. Nói chung cách khác là cả một cái thể chế của một nước hưng thịnh hay là như vậy. Chúng ta tạm dừng tại đây. Xin mời tất cả toàn thể học viên chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.